Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Ni đây và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với tựa game Black Fruit ha bạn, như clip lần trước của mình ha. Thì mình được một bạn random cho Venom đỉnh quá bạn ơi. Nên bây giờ mình sẽ gọi là mình sẽ làm Venom khi còn một giọt máu sẽ như thế nào nha bạn. Đó là vậy mà mình đã đổi điểm rồi nè. Nâng mát vô điểm trái quỷ rồi nè. Ơ, đang còn nửa tiếng nè, mà thôi kệ đi. Đây, làm tiếp cũng được. Rồi, bây giờ mình sẽ mặc áo này vô tăng mát đam cho trái quỷ nè. Và mình sẽ sử dụng Venom nha bạn. Thì chắc mình nghĩ là mình so với lại giống như trái ủa trái Shadow đúng không? Mình so giống trái Shadow nha bạn. Là mỗi chiêu còn một giọt máu như thế nào á. Xong rồi hình như biến hình là chiêu sẽ khác đúng không? Chiêu sẽ mạnh hơn mà đúng không? Đó, lúc mà biến hình Venom bạn là chiêu hình như là chiêu sẽ khác và mạnh hơn á. Mình nghĩ là vậy. Đó, bắn ba cục lần nào, giờ mình tắt nha. Như bình thường là mình bắn có xíu à. Ở chỗ này bắn nhiều nè, như chiêu ít bình thường bắn nhiêu cục ta, một cục đúng không? À cũng ba cục á. Như nó màu tím. Không biết hình này nó màu đỏ. Rồi, thì mình sẽ gọi là khi còn một giọt máu á, mình sẽ thử 1 2 3 4 chiêu này vô bo, xong rồi biến hình lên xong mình sẽ sử dụng 4 chiêu này nữa nha các bạn. Đó, vậy là tính dễ nhất. Rồi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ để bo đá mình còn tí nha các bạn. Đó, đá bo đá 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 đá. Đó. Đó. Để con bo còn như máu từ từ nghìn tư. Rồi 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 rồi. Rồi đó. Đó. Nhiêu còn nhiêu? Còn 8.000 máu đúng không? Tổng là nhiêu? 11.000 đúng không? 8. Ui 3k đam đó. 8.000 rồi đó. 7. Đó, mình ghi giống hôm bữa bạn tính cho dễ á. Tại mỗi chiêu thì mình tính còn nhiêu máu hết luôn cho dễ ha. Lúc biến hình so cho dễ luôn. Đó là vậy. Rồi, tiếp tục. À, đợi V3 hồi nhé bạn. Ui 3k đam đó chứ. 11k máu giống mình nè. Là còn 8k là 3k đam. Mạnh mạnh đá 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 đá. Tiếp. Tiếp 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 tiếp. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Tu 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 tu. Ui dồi ui dồi ui ui ui. Trời 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 trời. Trời nữa. Ui đốt cái trời. Đốt hoài vậy. Nhiêu? Còn 4.500 luôn. Trời. Cái gì? Ôi. Biến hình. Thì đứng cho mày đọc thì tính đứng cho mày đọc luôn mà, tính cho mát lượng đau luôn mà. Mà sao đọc nó đốt lâu dữ vậy? Cổ đốt còn nửa cây luôn mày, lúc đầu như là mình trưởng vô bo lần bo mất có cỡ máu xanh nha bạn, còn máu xanh nha. Nhưng mà kiểu đứng trong đọc bạn đọc đốt 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 sao còn máu vàng luôn á. Ghê thực sự ha. Ui. Khủng vậy ta? Ủa chiêu C này là gì vậy? Chiêu C là gì vậy? Lâu quá không chơi không biết bạn ơi, từ từ để mình thử ngoài nha. À rồi rồi, đi ra đi ra đi ra đi ra đi. Trời 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 còn đứng ở trống cho tốt nữa. Đúng rồi. À. À rồi rồi chiêu C này à, mình đi tới đâu là cái xe đốt ở đó đúng không? Rồi 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 rồi. Lại chiêu này lại là gọi là đốt đốt nữa bạn. Ui, kiểu mấy cái đốt này mà còn một giọt máu mày đốt đảo ha. Hình như là lúc lướt đốt đâu lướt được đúng không? Lướt được mà bị kiểu bị đứng lại đúng không? Kiểu bị sừng sừng lại á. Hả? Đâu đâu, lướt được à. À lướt được. Ok 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 ok. Cái chiêu ép này lát hồi mình thử sao nha các bạn. Tại chiêu ép của mình không biết chiêu ép Venom có ngon hơn là Shadow hay không. Các bạn thấy đó, khi mà Shadow còn một giọt máu sẽ chiêu ép cái chỗ bay đốt máu đúng đau luôn mày. Mà chiêu ép của Venom thì mình không biết. Rồi đánh đi. Để mình thử ép với Venom luôn nha mày. Coi còn có hơn Venom có hơn Shadow không. Đã. Rồi. C. Thu. Đó đốt. Ui 600 máu một lần hả. Ủa rồi cái máu bỏ đâu. Rồi mình không thấy cây máu không bo luôn bạn ơi. Rồi 400 đó bạn, bắt đầu máu mình lên là. Ơ gì ít. Nhưng mà tao nghe bạn. Tưởng đốt mạnh lắm. Đốt ít hơn chiêu ít luôn nha bạn. Ồ vậy là chiêu ít đam to nhất trong hai chiêu này nha bạn. Trong 3 chiêu chứ lột, trong 3 chiêu chiêu ít là đam to nhất. Rồi chiêu V là biến hình mà. Nên chiêu V tính sao đi ha. Rồi bây giờ sẽ xài tới chiêu F nha bạn. Đó cái chiêu F này là muốn trúng là mình phải để trúng cái đuôi nha bạn. Đó trúng cái đuôi kìa. Nên hơi cực hơn Venom một tí. Rồi đánh đi bo. Đó, bắn đi, bắn đi. À, thả ra nó sẽ nổ lên nữa đúng không? À, ok, 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 rồi, rồi, đánh, đánh, đánh. Nhưng đâu biết chừng nào nó hết đâu. Đâu biết chừng nào hết đâu nổ. Chắc mình đếm 5 giây đi hả bạn, mình đếm 5 giây đi. Rồi, ơi, từ từ được cái nữa nè. Từ nha, từ kêu rồi đánh, kêu hãy đánh. Rồi. Rồi nha, ép. Đó, 1, 2, 3. Ủa, chú không vậy? Bốn. Chú ơi, cái gì vậy? Mình đang làm cái gì vậy?
Ôi kiểu này nhức mặt quá, nhức mặt quá, nhức mặt quá, nhức mặt quá. Ôi 600, 600, 600. Ôi. Ôi, 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 ôi. Toàn luôn á. Nãy là mình thả trước nha bạn. Mình không biết chừng nào là hết á, nhưng mà kiểu mình thấy lâu quá rồi các bạn nên mình thả trước á. Ôi. Vậy là toàn đường bo đầy máu luôn á. Khi còn một giọt máu chưa ép là có thể là tiêu diệt đường bo 11k máu luôn nha các bạn. Tại hồi nãy là mình sợ mình không có biết các bạn, mình thấy lâu quá vậy lại nãy giờ mình quên đếm các bạn nên mình thả. Ai ngờ bo con tí luôn. Ui. Rồi rồi, cái gì cái gì? À thử chưa ép coi nhớ gì đau đúng không? À, ok. Rồi rồi, quánh quánh đi, quánh đi, quánh đi, quánh đi, quánh đi. Mình coi đau được mà, cái đam mình thấy được mà. Rồi đánh này nữa. Đã. Rồi rồi rồi. Rồi. Ủa. Lộn lộn lộn. Lộn lộn lộn. Ủa mà chứ. Ôi, dính có cái đu trời đốt. Trời. Dính cái đu mà đốt kìa. Đã thật sự bạn. Thôi cái nổ này mình kệ đi hả bạn. Cái nổ này bo nói là lúc mà bay xuống bạn, lúc mà xuống á có nổ nữa. Mà mình không thấy được cái lượng đam ở đây đây đây. À ngàn đam. Ồ ngàn đam xong đốt rồi nè. Ồ. À rồi rồi rồi. Mà sao né được độc ta hả? Khi nào né được độc trời. Đúng là game. Các bạn thử coi Luffy trong game. À trong lộn trong game. Trong phim dính độc rồi có né được đâu. À quên lúc đó Luffy chưa có hai kia quan sát mà đúng không. Quên quên quên. Mà sao mà đọc mà né được Haki được, xạo thiệt chứ. Chứ mình nghĩ để bo đầy cây đi nhá bạn, xong rồi mình còn một giọt máu á, mình bay mình đụng vô bo luôn á là nổ luôn bạn, cho nổ ra luôn xong đốt bo coi như máu cũng được ha. Cứ cái chiêu ép này là mình thấy nếu mà câu giờ chiêu ép bạn là bo sẽ tiêu diệt luôn. Đó. Nên chiêu ép này mình sẽ bỏ qua đi ha bạn, tiêu diệt luôn thì khi mà mình biến thành cái dạng chain form á bạn, đó chain formation á thì chắc chắn chiêu ép sẽ tiêu diệt được bo luôn rồi. Nên chiêu ép mình sẽ bỏ qua ha, mình sẽ chơi cái khúc mà mình thả ra bạn cho nổ hút máu rồi đó xong đốt á đó là vậy rồi. Quánh đi, quánh 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 hả. Tiếp tiếp tiếp, từ từ nha, từ nha, từ từ nha, được 1400 cái nữa đó. Đá kiểu này lẻ lẻ quá ta. Phải còn một giọt máu luôn mới được. Rồi rồi rồi, đúng rồi, đây 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 đó. Ui ui ba, ui đục cái đốt, trời ơi đốt như ui 300 ơi. Bắt đầu là hết hết cái V3 các bạn nên đốt hết đau rồi. Nhiêu còn 7.600 đúng không? Đó, vậy mình tính này cho dễ ha. 7.600 mình tính tròn với bạn, chắc chắn là sẽ có lẻ luôn các bạn. Mình chắc chắn luôn, thí dụ như 7.600 ba mấy hay 7.600 mười mấy rồi mình... Rồi thì hiện tại là mình sẽ đó đây cho con bo quánh mình còn tí, mình sẽ biến Venom nha các bạn, để coi coi chiêu Venom như thế nào. Quánh quánh rồi 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 rồi, cái nữa nè, cái nữa nè, đứng ghét sát tường với bạn chứ không thôi là bị văng các bạn đó, sợ bị văng. Rồi rồi rồi, quánh 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 quánh. Ê trời ơi hụt nữa chứ. Đó đó đây nè nè nè. Trời. Trời. Ôi, tắt tắt. Ui, đốt kìa. Ôi, chiêu Z này đốt cũng đau đó chứ. Ui, ui. Ui còn nhiêu? Còn 3k. Ê, từ 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 từ. Vậy hồi nãy là mình nghĩ là chiêu Z bình thường á bạn, là mình thổi bo văng á bạn ơi. Chứ không thôi đam sẽ như sẽ to lắm luôn á đúng không? Chứ là chiêu Z mình nghĩ là to giống như chiêu X luôn á. Chứ không phải là à lộn lộn. Ờ đúng rồi, chiêu Z sẽ to như chiêu ít luôn bạn, chứ không phải là yếu 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 như vậy đó bạn. Tại hồi nãy là mình như là mình nhớ là có bánh văng á nên không có tính á, vậy là không đứng trên bãi độc á bạn. Nên không có tính được đúng không? Rồi 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 rồi, reset reset đi, lại mình sẽ thử lại với chiêu Z bình thường đi nha bạn. Để mình tuấn tính mày gọi là cho chuẩn tí. Chứ cái gì mà biến hình á thì quánh bo còn 3k máu, mà không biến hình thì quánh có quánh còn tới 8.000 máu lận. Thì ít quá đúng không? Đó là vậy rồi, quánh đi quánh đi quánh đi. Kiểu vậy. Rồi quánh. 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 Quách. Quách. Rồi nha. Thổi nè. Tụt 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 tụt. Ơ đứng 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 đứng. Trời giỡn vậy. Giỡn chứ ăn đâm chạy vô đi. Rồi vô. Nhiêu? Nhiêu? Rồi 6.001. Cho 6.000 luôn đi, tại nãy bị giăng hết, cho 6.000 luôn. Giỡn đi, tôi phải chạy dài vô. Đứng vô đọc đi chứ. Tấu hài thật sự. Rồi, bây giờ mình sẽ biến hình và sẽ chiêu ít nha bạn. Rồi nè. Ô để bo hồi máu nè. Trời ơi. Ai nhắc mình vậy? Thì có gì các bạn thông cảm ha, từ từ. Để mình gọi là mình kiếm đủ crew các bạn, đủ thành viên trong crew á thì mình sẽ add mấy bạn vô hết nha. Kiểu vậy. Tại kiểu mình chưa có đủ các bạn nên kiểu mình nói chung mình muốn mời các bạn vô một lần á, đó một lần siêu VIP luôn. Nên chứ không thôi là cứ tuyển bạn này xong rồi mới mời bạn này vô là từng bạn thì hơi cực các bạn, đó là vậy. Thì các bạn chờ mình tuyển xong hết thì mình
mời các bạn vô một lần ha. Rồi mình sẽ mở thì lót ra sao ha. Đó các bạn yên tâm. Đó thì xong rồi mình sẽ mở, gọi là mình mở slot ra, các bạn khác sẽ vô sau cũng được. Ui 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 ui, biến hình phun. Ôi nhiêu, có 2.500 máu luôn. Rồi ôi đúng, hai chiêu này mạnh đó mày. Chiêu F thì mạnh này nè, nhưng mà cái chiêu C mình thấy cùi sao mày. Cái chiêu C mình tưởng đốt ngon lắm luôn á, mà ai ngờ kỳ kỳ sao á, kiểu vậy. Rồi giờ đại bo reset cái nữa là xong nhá mày. Đó xong rồi, lát hồi có gì mình cho bo kêu 3 lần cũng được, để lấy bounty các bạn. Kiểu mình muốn lên bounty crew cũng hợp lý á bạn. Kiểu vậy á, là kiểu mình kiểu ví dụ mình mời 15 bạn vô đây đúng không? 15 bạn đó thì 15 bạn kiểu biến qua hải quân á, xếp hàng cho giống thí dụ mình nha, mình nói mình giết mình tiêu diệt 15 bạn 3 lần, xong tới bạn khác tiêu diệt xong tới bạn khác tiêu diệt dễ bạn, cứ vậy á. Mình thấy hợp lý lắm á, kiểu vậy. Party lên cùng nhau đúng lẹ luôn á, kiểu vậy. Kiểu mình chơi mẹo bạn. Rồi bánh. Kiểu không cần xăng mà dùng mẹo chơi party, xăng có party luôn cũng được. Rồi, thì bây giờ sẽ tới chiêu C nha bạn, chiêu C. Đó, bánh. Đúng rồi. Bánh. Từ từ được cái nữa này, Bánh. Rồi, biến hình lên. Bật V3 lên. Đó. Có gì hết máu là nhớ bật Haki né đi nha. Thôi toan đáng chịu á. Ủa bạn nhìn coi đốt máu nè. Ui. Ui dồi ôi nhiêu, còn 2.500 luôn, bằng chiêu ít luôn. Ồ chiêu C lúc biến hình mình thấy ôi khác biệt luôn á bạn, chiêu C biến hình khác biệt với chiêu C bình thường luôn á. Chiêu C bình thường thì đúng cùi luôn á, mình cũng hiểu sao đơ sao cái chiêu C này cùi vậy. À tại vì không có đốt độc ở dưới đất á bạn, ở dưới chân á, tại bình thường cái chiêu này là sẽ có một cái dũng độc phải không đó, thì Venom mạnh là do cái dũng độc này thôi nè bạn. Đó mình nghĩ là vậy á, mình nghĩ Venom nam to là do cái dũng độc thôi, với lại BB thì cũng không ai mà đứng trong dũng độc cho bạn quánh đâu, kiểu vậy. Chi nào chơi BB nhóm mấy bạn, kiểu một người đóng băng hoặc một người CC lại á, là Venom là chỗ đốt ở dưới đã luôn bạn, thật sự mình kiểu vậy, mình nghĩ là vậy á bạn. Đó thì mình không có gọi là mình không có săn BB bounty nhiều nữa nên mình không có biết các bạn, đó là vậy. Rồi bây giờ chiêu F của biến hình nữa là xong nhá bạn. Rồi quánh đi, quánh. Từ được 1.400 cái nữa nè. Rồi quách. Rồi biến hình lên. Đây. Đó. Ây trúng vậy. Ờ trúng. Rồi đứng đọc. Ê đông. À không cần đứng. À quên đâu cần đứng đâu. Đúng không, không cần đứng, dựng. Dựng đốt máu mà đúng không, nhiêu. Còn 5.700 đúng không. Ờ đúng rồi bạn ơi. Không cần đứng dựng đốt độc mà chỉ cần lao vô thôi là bị là bo sẽ mất một khúc máu, xong bị đốt liên tục liền mà bạn. Đó rồi, vậy là mình xong nha bạn. Bây giờ mình tổng kết nha, mình sẽ không tính cái chiêu ép nha bạn. Chiêu ép lúc mà giữ á là bo toan chắc luôn á, trắng cây luôn á bạn, thật sự mạnh vãi thật sự. Nên mình sẽ không tính cái ép mà mình giữ các bạn, mình sẽ tính cái ép lúc thả ra thôi. Đó thì sau khi mà tính xong á, đây thì các bạn thấy ha, đây nhiên thì chiêu Z á, chiêu Z lúc mà chưa biến hình á còn 6.000 máu bo, khi biến hình rồi còn 3.000 à. Đó còn chiêu ít nè 4.500. Đó thì bên biến hình thì còn 2.500, biến hình cũng 2.500. Ủa chiêu C lúc chưa biến hình mình thấy thiệt yếu ghê luôn mày, vãi thực sự kiểu vậy. Còn chiêu F nè, chiêu F nói chung là lúc biến hình là đam khác hẳn luôn nhớ bạn không. Đam nói chung các bạn nhìn nè, lúc mà chưa biến hình nè, đó 6.000, 4.500, 8.700, 7.600 mà khi biến hình nè, phải chưa, đỉnh vãi luôn mày. Kiểu Venom này phải biến hình mới mạnh luôn á, thật sự không biến hình là yếu thật sự luôn á. Đó là vậy. Rồi thì chắc mình kết thúc clip tại đây thôi nhá bạn. Thì các bạn nào thấy hay xin một like, một subscribe kênh mình ha, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye.